Sáng nay ngày 13 tháng 5, một kỳ kiểm tra đặc biệt lần đầu diễn ra tại nhiều trường tiểu học tại Đà Nẵng. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trường đã thực hiện việc phát bài kiểm tra học kỳ 2 dưới hình thức phụ huynh nhận đề bài tại trường và chuyển về cho học sinh làm bài tại nhà. Vâng, tại các trường tiểu học này thì nhà trường đã đảm bảo công tác phòng dịch với việc trang bị dung dịch sát khuẩn, bàn kế được sắp xếp giãn cách, các giáo viên mang khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, các lớp khối được bố trí cách xa nhau và phụ huynh đến nhận bài thi tại bàn đặt cách vị trí giáo viên ngồi khoảng 3 mét. Giáo viên sẽ đọc tên và đánh dấu đã nhận bài. Việc tổ chức thi cho học sinh thi tại nhà là theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng trong việc hoàn thành chương trình kiểm tra cuối năm và kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học. Nhà trường in sao đề kiểm tra, tập hợp đề của các môn theo từng lớp để gửi đến phụ huynh học sinh, thông báo lịch để phụ huynh nhận đề bài và nộp bài của học sinh giao giáo viên chủ nhiệm các lớp liên hệ thống nhất với phụ huynh học sinh về cách thức nhận đề nộp bài làm của học sinh phụ huynh nhận đề tại trường hoặc giáo viên chuyển về qua internet để phụ huynh tự in đề cho học sinh làm bài phụ huynh nộp lại bài làm của học sinh tại trường theo lịch hoặc chụp ảnh bài làm của học sinh gửi giáo viên Bên cạnh đó, nhà trường cũng gửi thư cho phụ huynh học sinh kèm trong tập đề kiểm tra, nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc của học sinh cũng như người thân. Học sinh phải tự làm bài không có sự tham gia của cha mẹ, anh chị, người thân hoặc bạn bè. Vâng, nếu kết quả của bài kiểm tra bất thường so với quá trình đánh giá thường xuyên thì giáo viên đề xuất với nhà trường cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.